Trước tiên xin được trả lời cho câu hỏi của khán giả Lê Văn Sơn số điện thoại 0165 3 số cuối 276 ở Huy Khiêm, Tánh Linh, Bình Thuận có hỏi Nuôi 2.000 con vịt, vịt bị bệnh khô chân thì cần phải dùng thuốc gì để chữa trị? Anh Sơn thân mến, tiến sĩ Vũ Ngọc Sơn cho biết vịt bị khô chân có thể là nhiễm thương hàn hoặc là E.coli Để khắc phục thì anh cần phải làm như sau Cần nuôi vịt ở khu vực có nguồn nước an toàn Có thể áp dụng phương pháp nuôi khô tức là nuôi vịt trên nền sân gạch xây bể tắm, hàng ngày dội rửa sân và thay nước trong bể tắm. Trộn vào thức ăn hoặc pha vào nước uống, liệu trình 7 ngày. Liệu trình 7 ngày với kháng sinh như Ampicoli, hoặc Centadoc, hoặc Amoxilin, hoặc enrofloxacin liều 1 gram cho 10 kg thể trọng. Kết hợp dùng thêm b và men tiêu hóa.